Rồi, đâu, số đâu? Số 15. Phú Yên. Rồi, Phú Yên phải không? Rồi, đâu, để coi Phú Yên hồi đi. Phú Yên thứ hơn ngày 1 tháng 5. Phú Yên ngày 1 tháng 5. Số miền Trung. À, giờ mới chiều. Chiều giờ này mới ra rồi. À, 6 giờ rưỡi. Đậu số liền. Nhanh nè, Phú Yên. Thứ hơn ngày 1 tháng 5. Rồi Phú Yên buồn qua 15 đậu, năm 15 đậu nữa không? Số không biết 15 đậu mua 2 vậy, qua 15 đậu nha. Qua đợi kia 15 đậu rồi, đợi qua là đợi. Nè qua 15 đậu nè. Qua 15 đào công tâm, hôm nay Phú Yên 15 đào. Hôm qua tôi thuộc muốn tôi muốn muốn ba, nó rồi muốn hờ. Mà bữa nay nó rồi muốn ba không? Đào dây trong tiền thôi. Tôi hôm qua tôi mua là 5 bả 43, bữa nay nó rồi bả 5 43. Đúng không? Ủa, anh vừa. Hôm qua nó rồi là con số 4 hờ, đồ thiếu nút. Uống gớm rồi. Xị liền. Đâu, này chung cho em thôi. À, chung cho em. Đâu giữ đầy số đây. Mua ở đây luôn phải không? À. Đâu. Rồi em xin cầu quý vị anh chạy nha, bác phải mua đây. Mua đây. Biết không nhá, hồi trưa mình có bán muốn làm mà, hồi sáng có bán muốn làm mà. Rồi. Vậy số này em bán cho ngày mơ anh chị. Đó, ngày hơi tháng 5. Là ngày mưa Đắk Lắk. Rồi em bón luôn cái ngày là ngày 3 tháng 5 luôn. Đó, Khánh Hòa luôn em để ra luôn. Khánh Hòa em cũng bón luôn. Đó. Là thứ hai, thứ ba, thứ tư là mấy ngày đó số em ít. Thứ năm em mua số nhiều nha chị. Đó. Số năm thứ năm. Đó, thứ bảy chủ nhật có số nhiều. Rồi thì hôm nay đứa em nó mới vừa là mình đậu số trúng cho nó. Cho em. Rồi sẵn mình quay cho anh chị một cô bác mình xem. Đó. Hồi trưa mình có quay mấy số đó coi. Mấy số nào hồi trưa mình có quay rồi. Gọi ai? Gọi ngon ngay thôi sao. Chắc lấy gọi số. Gọi ngay đi.